Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Suýt nữa Buka đã trở thành hoa hậu. Không ít người thể hiện quan điểm ủng hộ Buka lấn sân sang đấu trường sắc đẹp. Trong khi thế sôi nổi của các cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra, nhiều người đã dành trọn sự quan tâm của mình cho các đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Không nằm ngoài điều đó, Buka thường xuyên theo dõi và ra sức ủng hộ. Đồng thời, gần đây, nữ diễn viên còn làm việc với nhiều hoa hậu trong một số chương trình. Điều này đã vô tình mang đến vận may cho Buka, phút chốc trở thành đại diện nước nhà, chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Buka vừa chia sẻ câu chuyện trở thành hoa hậu, thu hút nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp lẫn khán giả. Nữ diễn viên cho biết, nhiều ngày qua, do thường xuyên làm việc và hay nhắc đến hoa hậu, nên tối về mơ thấy bản thân đang đại diện Việt Nam đi thi. Cái này đi làm với hoa hậu, hay nhắc đến hoa hậu, cái tối về ngủ mơ, thấy đi thi hoa hậu bên nước bạn. Chuẩn bị mọi thứ, lên máy bay luôn nha má. Qua tới bển, tôi mới biết đi theo chơi. Ủa? Buka chia sẻ. Câu chuyện đoạn hậu, theo lời Chun Phạm, nhanh chóng nhận được nhiều sự tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã không nhịn được cười và liên tục thả cảm xúc ha ha lên bài viết, khiến cho Buka phải bộc bạch. Ủa cả nhà ơi, đây là một status tâm trạng. Mọi người đừng thả ha ha nhiều như vậy, kkk. Buka trong layout make up đầy cá tính. Bên cạnh đó, không ít người để lại bình luận góp vui. Chị sẽ là niềm vui của các thí sinh khác ạ. Giấc mơ bẻ hơi gắt, chị mơ được luôn hả? Chị hát là chấn động đủ rồi, đừng lấn sang nữa. Ủa, giấc mơ hoa hậu kết thúc có hậu. Nhớ hô tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ nha chị. Buka được nhiều khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên hài với lối diễn xuất tinh tế và sở hữu nhan sắc nữ tính. Do đó cũng không ít người thể hiện quan điểm ủng hộ cô nàng lẫn sân sàn đấu trường sắc đẹp. Nàng dư sức thi hoa hậu mà Buka ơi, thi đi nàng. Không ấy làm lơ thiệt đi chị, đăng ký năm 2022 liền luôn cho nóng. Rất đẹp, đủ điều kiện chuẩn nên có thể thành hoa hậu Cẩm Thơ. Sắc đẹp này hoàn toàn có thể chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc. Có thể bạn chưa biết, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như và Buka là hội bạn thân tận 12 năm. Trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm, Buka và Khả Như chặt chém nhau không thương tiếc, nhưng khi cùng chung một khung ảnh lại tỏ vẻ tình thương mến thương, không ai bằng. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ khoảnh khắc nhí nhảnh bên Buka và Khả Như, bộ ba khoe ảnh kỷ niệm 12 năm tình bạn, đồng thời cũng là 12 năm làm nghề cùng nhau. Lê Dương Bảo Lâm viết, ba đứa bạn ngót nghét cũng 12 năm từ khi chập chững vào nghề đến khi được sống cùng nghề hạnh phúc. Nay tụi em đi quay ngoại cảnh, Lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ khoảnh khắc nhí nhảnh bên Buka và Khả Như. Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngoại cảnh, bộ ba diện từng bộ trang phục không đụng hàng. Buka và Khả Như diện yếm nhí nhảnh, hách tuổi trông như học sinh, riêng Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý với chiếc quần lắm lem bùn đất. Tuy nhiên, nhờ những bộ đồ đậm màu, tuổi teen nên cả ba trông trẻ trung hơn hẳn. Chiếc yếm hách tuổi của Buka, Khả Như lấn át bộ đồ lấm lem của Lê Dương Bảo Lâm. Dù đã ở ngoài ngưỡng tuổi 30 nhưng hồi bạn thân vẫn giữ được độ trẻ trung, luôn vui vẻ, rộn ràng mỗi khi xuất hiện. Mặc dù trên sân khấu chặt chém nhau không thương tiếc, thế nhưng khi cùng khung ảnh lại tỏ vẻ tình thương mến thương không ai bằng. Vốn là đồng nghiệp thân thiết trong nghề, nhưng ít ai biết rằng Lê Dương Bảo Lâm, Buka và Khả Như là những người bạn gắn bó cùng nhau từ thời mới vào nghề. Đến thời điểm hiện tại, họ đã gặt hái được những thành công nhất định trong nghề. Trong khi Lê Dương Bảo Lâm đã xây cho mình tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp và hai đứa con gái nhỏ, thì Khả Như, Buka vẫn giữ vững tinh thần, độc thân vui tính. Tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.